Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay Chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 2 Mời các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 2 tập 2 bài 128 Bài hôm nay là bài số 0 trong phép nhân và phép chia Đầu tiên em làm bài tập số 1 tính nhẩm Câu A là 0 x 2 bằng bao nhiêu Thì ở đây số 0 trong phép nhân và phép chia Các em lưu ý một điều là số 0 nhân với bất kỳ số nào thì kết quả cũng bằng 0 hoặc số 0 chia cho bất kỳ số nào thì kết quả cũng bằng 0 ở đây 0 nhân 2 bằng 0 2 nhân 0 cũng bằng 0 0 nhân 5 bằng 0 và 5 nhân 0 bằng 0 Các em nhớ là số 0 nhân với bất kỳ số nào thì kết quả cũng bằng 0 và bất kỳ số nào nhân với số 0 thì cũng bằng 0. 3 x 0 bằng 0. 0 x 3 bằng 0. 1 x 0 bằng 0. 0 x 1 bằng 0. Sang câu B. 0 chia 5. Các em nhớ là 0 chia cho bất kỳ số nào thì kết quả cũng bằng 0. 0 chia 5 bằng 0. 0 chia 4 bằng 0. 0 chia 3 bằng 0 và 0 chia 1 bằng 0. Tiếp tục các em sang bài tập số 2, điền số. Ô trống nhân 4 bằng 0. Số nào nhân với 4 bằng 0 thì chỉ có 0 nhân với 4 với bằng 0. 2 nhân với số nào bằng 0? Thì 2 chỉ nhân với 0 mới bằng 0. Các em nhớ 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0 và bất kỳ số nào nhân với 0 thì kết quả cũng bằng 0. Ô trống nhân 1 bằng 0, như vậy ô trống là bao nhiêu? Ở đây chỉ có 0 nhân với 1 thì mới bằng 0. 0 nhân 1 bằng 0. Ô trống chia 4 bằng 0. Chỉ có 0 chia cho 4 mới bằng 0. Ô trống chia 2 bằng 0. 0 chia 2 bằng 0. Ô trống chia 1 bằng 0. 0 chia 1 bằng 0. Tiếp tục các em sang bài tập số 3 Tính câu A là 4 chia 4 nhân 0 bằng bao nhiêu Ở đây có hai phép tính trở lên Thì các em thực hiện các phép tính theo thứ tự Từ bên trái sang bên phải Các em nhớ là có phép chia và phép nhân Hoặc phép cộng và phép trừ Thì các em thực hiện phép tính theo thứ tự từ bên trái sang bên phải còn nếu có cả phép nhân phép chia và phép cộng, phép trừ thì các em sẽ thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau. Đầu tiên các em lấy 4 chia 4 bằng 1. Sau đó lấy 1 nhân 0. 1 nhân 0 bằng 0. Tiếp theo là 8 chia 2 nhân 0 bằng bao nhiêu? Đầu tiên các em lấy 8 chia 2 bằng 4. Sau đó các em lấy 4 nhân 0 bằng 0. Các em nhớ là thực hiện phép tính theo thứ tự từ bên trái sang bên phải. Các em lấy 8 chia 2 trước, 8 chia 2 bằng 4. Sau đó, em lấy 4 nhân 0 bằng 0. Tiếp theo là 3 nhân 0 chia 2 bằng bao nhiêu? Em cũng thực hiện phép tính theo thứ tự từ bên trái sang bên phải. Lấy 3 nhân 0 bằng 0. Sau đó lấy 0 chia 2 bằng 0. Tiếp tục em sang câu B, 0 chia 5 nhân 5 bằng bao nhiêu? Ở đây phép tính có phép chia và phép nhân, như vậy em thực hiện theo thứ tự từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên em lấy 0 chia 5 bằng 0 sau đó lấy 0 x 5 bằng 0. Tiếp tục là 0 chia 2 nhân 1 bằng bao nhiêu? Đầu tiên các em lấy 0 chia 2 bằng 0, sau đó lấy 0 x 1 bằng 0. Tiếp tục các em thực hiện phép tính 0 x 6 chia 3 bằng bao nhiêu? Đầu tiên các em lấy 0 x 6 bằng 0, sau đó lấy 0 chia 3 bằng 0. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Điền dấu nhân hay dấu chia vào ô trống Đầu tiên chúng ta có 0 ô trống 1 ô trống 2 bằng 0 Các em điền phép nhân hoặc phép chia vào ô trống để cho kết quả là bằng 0 Các em dựa vào cái tính chất là 0 Nhân với bất kỳ số nào thì kết quả cũng bằng 0 0 chia cho bất kỳ số nào thì kết quả cũng bằng 0 Thì ở đây không các em có thể điền là chia 1 hoặc là nhân 1 đều được. 0 nhân 1 bằng 0. Sau đó lấy 0 chia cho 2 bằng 0. Tiếp theo là 2 ô trống 1 ô trống 0 bằng 0. 2 các em có thể điền là chia hoặc nhân đều được. 2 nhân 1 hoặc 2 chia 1 bằng 2. Sau đó lấy 2 nhân 0 bằng 0 hoặc 2 chia 0 bằng 0. Ở đây phép chia rồi thì em điền phép nhân. Cho nó đầy đủ. Thì 2 chia 1 bằng 2. Sau đó lấy 2 nhân 0 bằng 0. Hoặc 2 chia 0 bằng 0. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cây chuông. Các em nhớ nhấn vào biểu tượng hình cây chuông thì mới nhận được video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.